Chào mừng anh chị đã đến với kênh buôn bán bò của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh chị đây là bộ mẹ con nha anh chị. Mẹ là con chiên, còn con là con chiên đực tầm khoảng là 3 tháng tuổi để cho anh chị đem về nuôi bò sinh sản, kèm theo là bò bổ béo nha anh chị. Và con bò mẹ này thì em kiểm tra sải mặt và sải lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Và em có kiểm tra dàn chân trước, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị, không lan không giá nha, màu vàng ương rất là đẹp nha anh chị. Đó. Thì con bò này thì em thấy là dậu yếm thì nó đầy đủ nha anh chị, rúng thì nói chung là rất là dày luôn ha, rất là dư cho anh chị luôn ha anh chị. Chân thì nói chung là chân này cũng rất là to anh chị, dàn chân trước, dàn chân sau, chân móng nói chung là rất là to ha. Tiệm bò này thì nói chung là nó trong dạng tầm trung nha anh chị, giá thành cũng rất là rẻ phù hợp với anh chị ha. Còn đây chính là rúng nha anh chị, rúng nha, rất là đẹp nha anh chị. Vú thì nói chung là bốn vú nha, màu rất là đẹp nha anh chị, không lan không giá nha. Thì cái con bò mẹ này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 1m27 bò nha anh chị. Và anh chủ nhà có nói với em là con bò này để được 3 lứa rồi nha anh chị. Tức là lứa thứ ba này chính là con bò sinh đực tầm khoảng là 3 tháng tuổi nha anh chị. Và anh chủ nhà có nói với em là anh đã phối lại là 3B tầm khoảng là 1 tháng 4 ngày rồi nha anh chị. Nên là anh chị có mua là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Bò này là thuộc dạng bò đồng nha, chứ không phải là bò trại nha anh chị. Nên là cô chú chị là hoàn toàn yên tâm ha. Và con bò này thì nói chung là theo quan sát của em thì em thấy là rất là ok nha anh chị. Tại vì cái bộ mẹ con này thì ngày hôm nay thì em lên với mức giá thì nói chung là nó cũng phù hợp với anh chị nào mà không có vốn nhiều nha anh chị. Thì bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi về con bò con, tức là con bò sinh đực, để cho anh chị quan sát, để cho anh chị thấy là con bò mẹ này nó đẻ con ra tốt như thế nào nha anh chị. Thì đây chính là con bò con được sinh nha anh chị. Con bò này là nó tầm khoảng là 3 tháng tuổi nha anh chị, màu rất là đẹp ha. Và em cứ kiểm tra con bò này là không lan không giá anh chị, đầu trụi luôn ha. Còn đây chính là dàn chân trước và dàn chân sau của con bò này nha anh chị. Chân móng đứng thẳng hoàn thiện, bốn móng là móng sò, chân là chân kiền khủ nha anh chị. Đó, rất là đẹp ha, bò gu bật nha anh chị. Bò này nói chung là nó tầm khoảng là 3 tháng tuổi mà gu nó bật như vậy á, thì cô chú chị quan sát ở trong hình thì cô chú chị cũng thấy rồi ha, bò rất là đẹp nha anh chị. Mà phải nói cái con bò mẹ này nó đẻ con ra rất là tốt bò nha anh chị. Thì cô chú chị quan sát thì cô cứu anh chị và các bạn cũng biết rồi ha. Thì con bò này thì nói chung là em cũng có lấy thước em đo nha anh chị. Và nó cao tầm khoảng là 1m bò nha anh chị. 1m bò ha, tướng rất là đẹp nha anh chị. Đó. Thì cái bộ mẹ con này thì em có đến nhà của anh và ghi hình. Và em có bàn bạc với anh chủ nhà. Và anh đưa ra cái mức giá là 37 triệu nha anh chị. 37 triệu là anh chị sẽ hữu ngay là con bò mẹ sinh sản, kèm theo là bò bổ béo là con bò đực này nha anh chị. Đó. Và anh có nói với em nếu mà anh chị nào cảm thấy thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là một chút đỉnh tiền xe, cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Và em thấy cái bộ mẹ con này nó rất là phù hợp với anh chị nào mà không có vốn nhiều, trong tầm tiền khoảng từ 37 triệu trở lại thôi là anh chị có thể sử dụng ngay và liền luôn là bộ mẹ con này, đem về nuôi bò sinh sản kèm theo là bò bổ béo nha anh chị. Và em xin nhắc lại nha, bò này là anh bao ăn, bao uống cho anh chị luôn, bao lòi lõm cho anh chị luôn nha. Nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt mọi người và hẹn ngủ tập tiếp theo của em nha.